thì là 3 giây. À, bóng chân là đúng rồi. Đấy, 2 đô phải lưu ý đấy. Rồi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Bên phải trọng tài là đô của Bắc Ninh, có đỏ. Rồi, bên trái trọng tài là đô ảo, có xanh. Rồi, hoan nghênh tinh thần thi đấu của 2 đô đây. Phải nói là sự có mặt của đô ảo ở đâu thế? Đúng là thua tục. 2 đô lên này. Phải xin lỗi. Rồi, phải đúng thủ tục lên này. Đây là những đô đã lên đài máu rất nhiều. Đấy, rất tự hào. Rất là đúng với lò vận của ông Vân cũng như lò vận của Bắc Ninh, rất tuyệt vời, bảo ra rất hợp lý. Còn trận đường thua là ở phía trước. Hai đô bắt tay, hai đô bắt tay trọng tài, hai đô bắt tay trọng tài nghiêm túc cho bắt tay. Rồi rất trân trọng, hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Rồi chống đã khỏi còi đã rồi, bắt đầu là chiến đấu luôn. Đường thua thành chiến rất nhanh, có thể rất nhanh và rất chậm. Rồi, ra một con thể ra khỏi không hoạt gì nữa.
Đấy, tiếp tục. Đấy, phải nói như thế. Nếu mọi nghỉ, không có gì. Rồi, ba nghỉ, mọi nghỉ. Rồi, nếu kia mà đưa lách thì không ngay làm sao mà phải nói nhiều. Đấy, phải đọc từ giữa anh đâu rồi. Rồi, tuyệt vời. Và xin giao tặng cho Đô Kiên, cho Đô Vũ. Rồi, giao tặng Đô Vũ 3.000 cho tôi. Rồi, cảm ơn tôi làm lọc, lấy lọc nữa rồi. Một cái lọc cất, một cái lọc cất hơi nhỏ, mình chứng tỏ là một người đã được thi đấu. Rồi, phải nói rằng là vừa chỉ đạo luôn. Đô Lộc hiện nay là có ngã ý là muốn phá về ai? Bộ đô kiên có. Rồi. Mấy đô kiên, đấy là đô kiên kiên cường, bất khuất. Rồi, tiếp tục. Phải nói là Đô Hảo là dùng không cần câu giờ. Không câu giờ mà đích thật. Rồi, thế được rồi. Em vào đi.
2 đô. Bán cái gì đây? Có hy vọng là sẽ có một số nhà tài trợ đấy. Nhưng nhìn thấy là anh cũng chơi. Rồi, anh chậm thôi. Lại một nhà chỉ đạo. Anh chậm thôi. Một điểm động viên, một sự động viên của các đô. Một sự động viên của các đô. Cái câu này dành cho Lâm, theo cuối cùng.
mời đưa đi rồi một tấm lòng người thầy, tất cả các trò thi đấu quyết liệt và xứng đáng là một học trò. Rồi rất cảm ơn các rồi nếu mà Duy mà thua thì lại có một người thưởng 5.000, nếu thắng thì thưởng 100. Tiếp tục. Phải nói cũng không đủ cảm nhận.
Đưa ra này. Người ta được quyền mất miếng để dùng mẹ. Anh không phải đóng mắt, đóng tài chúng tôi đủ điều kiện để phân tích rồi. Rồi, mất miếng rồi có mẹ. Và mất miệng rồi có miếng. Tiếp tục. Rồi, phải rồi. Rồi.